Kỳ Duyên đanh đá tỏ thái độ cực gắt với Hương Giang tại Siêu Mẫu 2018 khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Tối ngày 24 tháng 8, tập 1 của chương trình Siêu Mẫu Việt Nam 2018 đã chính thức lên sóng. Ở tập đầu tiên này, các huấn luyện viên Hương Giang, Kỳ Duyên cùng nhau tranh giành thí sinh. 35 thí sinh sẽ lần lượt trình diễn catwalk trước các giám khảo. Sau đó, họ sẽ được lựa chọn lại để về với đội của Hương Giang hoặc Kỳ Duyên. Mở màn là thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam 2013. Cô có phong cách trình diễn ấn tượng khiến Kỳ Duyên, Hương Giang phải lao vào tranh giành. Trong lúc thuyết phục thí sinh, Hương Giang đã đá đều Kỳ Duyên rằng nàng hoa hậu phải mất nhiều năm mới trở thành biểu tượng thời trang. Còn riêng Hương Giang, cô tự tin nhấn mạnh rằng mình chỉ tốn chừng vài tháng là được công chúng công nhận như một hoa hậu có gu đẳng cấp. Chứng kiến màn tranh giành này, giám khảo Dược Tiến Sĩ đã lên tiếng ủng hộ thí sinh Khánh Vân về với đội Hương Giang, cho rằng đây là một câu nói chủ quan. Kỳ Duyên bức xúc, tỏ thái độ căng thẳng. Đồng thời, cô cũng chỉ trích Dược Tiến Sĩ và yêu cầu anh phải có một lời giải thích thấu tình đạt lý vì đánh giá Hương Giang cao hơn cô. Cuối cùng, chẳng hiểu bằng phép màu nào, thí sinh Khánh Vân lại quyết định về với đội Kỳ Duyên. Vì quá xúc động, Kỳ Duyên đã bật khóc nức nở. Trên fanpage của chương trình, nhiều khán giả cho rằng Kỳ Duyên phản ứng thái quá với Hương Giang. Không ít người chia sẻ rằng Kỳ Duyên cứ sức láo thế này thì hỏi làm sao không có nhiều người ghét. Kỳ Duyên nhỏ hơn Hương Giang cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Kỳ Duyên nên kiềm chế cái tôi của mình lại. Kỳ Duyên đã làm được điều gì đáng tự hào đâu mà cứ lên tiếng dạy đời người khác như thế. Chắc cô ấy chưa từng xem lại những bức ảnh tai tiếng đầy rẫy scandal của mình nên mới ồn ào trong chương trình như thế này. Tôi mà là ông Dược Tiến Sĩ, tôi sẽ bảo Hương Giang không lắm scandal như em. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ Kỳ Duyên và cho rằng đấy là phản ứng rất bình thường. Nhiều người chia sẻ là Hương Giang cũng đâu phải dạng vừa. Đừng trách mỏi Kỳ Duyên, Hương Giang cũng đánh đá có thua ai đâu. Kỳ Duyên chỉ cố bảo vệ cô ấy thôi mà. Mọi người đừng nên làm quá. Khi bạn làm huấn luyện viên, bỗng dưng thí sinh tốt về đội khác thì bạn có quyền lên tiếng chứ. Trước đó, khi ban tổ chức Siêu Mẫu Việt Nam 2018 công bố thông tin Kỳ Duyên Hương Giang, Trường Giang khen Hương Giang biết chiều đàn ông, con gái thật cũng không vượt qua được. Trước khi bước vào những thử thách đầu tiên của chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018 lên sóng, liệu Trường Giang có suy nghĩ và đánh giá như thế nào về người bạn đồng hành Hương Giang? Tuy đã quen biết từ lâu, nhưng hai nghệ sĩ Trường Giang, Hương Giang lần đầu kết hợp và ở cùng một chiến tuyến tại chương trình truyền hình thực tế Man Bird Khi Đàn Ông Mang Bầu. Nếu gia đình Việt Hàn của Trấn Thành, Harry Won đã quá quen thuộc với khán giả, thì cái bắt tay của cặp đôi Song Giang vẫn còn là một ẩn số thú vị. Chia sẻ với Sao Star, Mười Khó Trường Giang cho biết, anh vô cùng hào hứng khi kết hợp cùng đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế vì bên cạnh sự thông minh, khéo léo, Hương Giang còn có độ nữ tính và quỷ tính rất phù hợp với cuộc đua Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018. Hầu hết các fan của Trường Giang và Hương Giang đều rất tò mò khi hai nghệ sĩ hài hước cùng về một đội, cùng xây dựng thương hiệu gia đình phép thuật tại Khi Đàn Ông Mang Bầu mùa đầu tiên. Chính Mười Khó Trường Giang cũng thích thú khi chương trình đặt để anh bên cạnh người đồng hành nhanh nhạy và duyên dáng như Hương Giang. Nhắc đến Hương Giang thì giữa hai em có rất nhiều kỷ niệm. Cô ấy kiểu như bị điên, nhưng giờ là hoa hậu rồi nên phải khác. Cô hoa hậu này không có bình thường, Hương Giang có sự rối nùi, có những năng lượng mà người khác không có, luôn làm những điều người khác không làm được, khó với tới được. Đó là lý do vì sao Hương Giang có được thành công như ngày hôm nay. Mình cũng rất thích khi được kết hợp với cô ấy, sắp tới chắc cũng sẽ mệt mỏi vì tính cô ấy cũng ít nói. Một ngày 24 tiếng thì 1 tiếng đánh răng, 7 tiếng ngủ còn lại dùng để nói hết. Cũng không sao vì những đội khác cũng có những người nói dữ lắm, như Trấn Thành cũng ít nói vậy, Trường Giang hớm hỉnh chia sẻ. Trước thời gian ghi hình, Hương Giang từng lo ngại đội Song Giang sẽ gặp bất lợi trong thử thách về vận động. Trong khi đó, bạn đồng hành Trường Giang lại cho rằng, về trò chơi vận động, Giang từng làm MC và chơi nhiều chương trình. Ai cũng gọi Giang là thần đồng game show, chơi đầu thắng đó. Về sự khéo léo thì mình làm sao bằng Hương Giang được. May vá hay ầu ơ, cô ấy đều dịu dàng hơn mình rất nhiều. Thế nhưng, Trường Giang sẽ tìm ra hướng đi tốt nhất cho đội. Ví dụ nhỏ như chương trình đưa ra quy luật. Đôi lúc họ quên những điều xung quanh quy luật thì mình chọc vào ngay cái chỗ quên đó.
Hương Giang cũng dùng sức lực hay nói chuyện áp đảo các đội kia, còn mình sẽ dùng tư duy để chiến thắng. Thắng không phải mình giỏi, mà là đến gần hơn để hiểu hơn những người phụ nữ cực khổ mà lâu nay mình đã bỏ bê. Khi được hỏi về vai trò bên cạnh bà mẹ phép thuật Hương Giang, Mười Khó cho biết, sẽ có nhiều người nhìn Hương Giang và nói là hoa hậu chuyển giới không thể sinh con được. Ai cũng biết điều đó, nhưng Trường Giang nói luôn, nếu xét về nữ tính thì cũng không nhiều người con gái thật có thể vượt qua Hương Giang. Đã chơi với Giang nhiều năm nên mình biết Hương Giang nữ tính vô cùng. Rồi khán giả sẽ thấy Hương Giang thực sự là một người phụ nữ, còn Trường Giang là người đàn ông mang thai bên cạnh người phụ nữ ấy. Nhưng mà Giang nữ tính tùy giai đoạn, lúc điên lên thì cô ấy nam tính, lúc khùng rồi thì quỷ tính. Quý vị chờ xem giai đoạn đầu tiên là tính gì nhé! Tình sự huy hoàng của hai nàng trinh hot nhất showbiz Việt. Với hai nàng trinh này, chuyện yêu đương không còn là vấn đề riêng tư, mà mỗi cuộc tình đều là mối quan tâm, chú ý của cả dư luận. Ngọc Trinh. Số lượng bạn trai không nhiều, nhưng mỗi lần yêu, nữ hoàng nội y đều khiến dư luận dậy sóng. Hồi Ngọc Trinh mới bắt đầu dấn thân showbiz, người ta thấy cô và ông bầu khác tiệp thân mật đáng ngờ. Họ trao nhau những nụ hôn ngấu nghiến mà đến bây giờ, ắt hẳn hai nhân vật chính sẽ đỏ lận mặt khi nhìn lại. Thẳng thắn, thật thà, chân dài quê Trà Vinh thú nhận, họ từng có một khoảng thời gian mặn nồng, nhưng rồi kết thúc trong êm đẹp. Ngọc Trinh thề thốt sẽ không bao giờ rời tiệp, và cho đến bây giờ, cả hai vẫn gắn bó với nhau, dù đôi khi có xảy ra chiến tranh lạnh. Tạo dựng được tên tuổi, thương hiệu trong showbiz, Ngọc Trinh có cơ hội quen biết và dành trọn 8 năm gắn bó với bạn trai đại gia hơn mình 20 tuổi. Tuy vậy, cô chấp nhận thân phận là người tình trong bóng tối vì anh đã có vợ con. Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi. Với mối tình này, Ngọc Trinh luôn tự hào mình là người vô cùng dung thủy. Tuy nhiên, sau tất cả, mỹ nhân vẫn không thể nhận về một cái kết viên mãn, bởi anh không muốn kết hôn với cô dù suốt thời gian dài yêu nhau, anh sẵn sàng chu cấp cho cô những khoản rất lớn về tài chính. Cuối năm 2016, Ngọc Trinh làm chao đảo dư luận vì mối tình ồn ào với tỷ phú Hoàng Kiều. Tin bài về cặp tình nhân trên nhau 45 tuổi được chia sẻ ngập tràn mạng xã hội trong 2 tháng yêu. Ngọc Trinh còn lặn lội sang tận Mỹ để ra mắt gia đình bạn trai, được con trai tỷ phú gọi thân mật bằng bà nội. Tuy vậy, tất cả được nhận định là chiêu trò giúp bộ đôi đánh bóng tên tuổi, phát triển việc kinh doanh. Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng từng bị soi một bức ảnh mặc nội y ngồi tại căn phòng giống hệt địa điểm chụp ảnh của một thiếu gia bất động sản. Chi tiết này khiến nhiều người nghi rằng cô từng có một khoảng thời gian yêu đương chàng trai này. Không chỉ cùng mang tên Trinh và sở hữu cơ thể gợi cảm, Angela Phương Trinh còn có điểm chung khó chối cãi với đàn chị hơn mình 6 tuổi là đường tình đầy ắp thị phi. Nhắc đến tình trường của nữ hoàng thảm đỏ, phải đề cập luôn tới hai người bạn trai ngang tuổi cha chú khiến cô lao đao vì một người lừa cô, một người làm cô bị mang tiếng là kẻ lừa đảo. Lễ tình nhân 2012, ba mẹ nhí công khai tình yêu với một vị đại gia sai thành. Tuy nhiên, chuyện tình này chỉ kéo dài trong 2 tháng và Angela là người chủ động chia tay vì phát hiện bị lừa. Người đẹp cho biết, vị đại gia cố tình che giấu tuổi thật khi nói mới 28 tuổi, mặc dù đã 41 tuổi, lớn hơn cả tuổi ba cô. Angela Phương Trinh khi ấy đã vô cùng sốc và đau khổ, đến nỗi mất phương hướng, hủy nhiều show diễn. Chuyện tình cảm thất bại này cũng là nguyên nhân mở màn cho khá nhiều scandal, nổi loạn của Phương Trinh sau đó. Đầu năm 2015, bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chủ động công khai chuyện tình cảm với Angela Phương Trinh. Anh ngỏ ý làm đám cưới với Phương Trinh sau khi thi xong bước nhảy Hoàng Vũ, nhưng bị từ chối. Sau đó thư dần những cuộc gặp mặt, điện thoại. Được biết vị bác sĩ này đã đầu tư khá nhiều tiền để tạo đẳng cấp cho mỹ nhân chính ít, ước tính giá trị hàng tỷ đồng. Sau cuộc tình này, Angela bị đồn là kẻ đào mỏ. Trong lần chạm mặt hiếm hoi mới đây, Phương Trinh bơ đẹp tình cũ dù anh có ý muốn giao tiếp với cô. Sau khi đóng chung phim Sứ mệnh trái tim, Angela Phương Trinh, Võ Cảnh vướng tin đồn hẹn hò. Họ thường xuyên xuất hiện bên nhau trong nhiều sự kiện, chuyến du lịch và dùng những lời có cánh khi miêu tả về Phương. Tuy nhiên, sau ít tháng sánh đôi, cả hai đã không còn tình tứ như trước. Khoảng thời gian lạnh nhạt với bác sĩ thẩm mỹ
cũng là lúc mối quan hệ giữa Angela Phương Trinh và bạn nhảy người nước ngoài trở nên thân mật đáng ngờ. Cả hai quấn quýt nhau không rời, thoải mái ôm ấp trước ống kính. Diễn viên, đạo diễn Trần Bảo Sơn, hot boy Cường Nemo, hot boy cảnh sát Thái Bá Nam cũng là ba nhân vật từng vướng nghi án tình cảm với mỹ nhân 9X sexy nhất showbiz. Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh đều là những mỹ nhân đình đám hàng đầu showbiz, nên chuyện được nhiều người đàn ông theo đuổi là điều không khó hiểu. Thế nhưng, sau những cuộc tình ồn ào giờ đây, ba mẹ nhí vẫn độc thân vui vẻ, còn nữ hoàng nội y chọn cách yêu đương lặng lẽ, bớt phô trương hơn. Trong những dịp đặc biệt, Ngọc Trinh lấp lửng khoe ảnh nhận quà đắt tiền từ một người đặc biệt. Biết giá trị của những món đồ, nhiều người đoán rằng bộ sưu tập bạn trai đại gia chịu chơi của cô hẳn đã dày thêm đôi chút.